có một ông cư sĩ đêm nào ông cũng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì trong đầu ông nghĩ rằng ông niệm như vậy đó, một ngày nào đó đó ông có vô lửa, lửa không cháy, ông có chìm xuống nước, nước không trôi, ông nghĩ như vậy. Cho nên một ngày nọ cả làng của ông bị bão lụt, ông bị ông mới leo lên nóc nhà ông ngồi, thì có một chiếc xuồng ba lá tới, nói bác ơi bác lên đây con chở bác đi. Ông nói Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, xin chú đi chỗ khác, tôi đang chờ Quan Âm. À rồi, chiếc xuồng ba lá tới đó, ông không đi. Một lát sau, một chiếc tàu có máy móc đồ đàng hoàng, trang bị rất tốt, đập tới. Bác ơi bác, con mời bác lên tàu, nước ngập tới rồi. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cảm ơn quý vị, xin quý vị đi nơi khác, tôi đang chờ Quan Âm. Không đi. Lần thứ ba, một chiếc máy bay trực thăng đáp xuống. Bác ơi bác, chúng tôi yêu cầu bác bước lên máy bay liền, vì bác đã rời chỗ này không thôi bác mất mạng. Xin cảm ơn quý vị, xin quý vị đi nơi khác, tôi đang chờ Quan Âm. Nhưng mà ở trong đó, cái chú lái chiếc máy bay trực thăng đó, ông tu cao hơn. Ông nói bác ơi bác, Quan Thế Âm Bồ Tát đã xuất hiện hai lần, bác từ chối rồi. Bây giờ Quan Thế Âm kêu bác lần thứ ba, bác không đi là bác ráng chịu rồi nghe.